Mùa hoa tú cầu. Ngày xưa, ngày xưa, đã xa xưa lắm. Khi ấy, trái đất còn ở thuở sơ khai. Con người dựa vào hoạt động săn bắn và hái lượm để tồn tại. Thì việc chiếm hữu lãnh thổ là điều thiết yếu để đánh dấu quyền lực của những nhóm người riêng lẻ. Thời kỳ hỗn loạn nhất trong lịch sử bắt đầu từ đó, đánh dấu sự ra đời của 13 bộ tộc với những cuộc chiến tranh liên miên hàng năm, đến nỗi không ai còn nhớ nguyên nhân chiến tranh là gì nữa. Trước tình hình đó, 13 vị tộc trưởng đã tổ chức một cuộc họp nhằm đưa ra phương pháp giảng hòa. Nếu như chúng ta quyết định dừng cuộc chiến này lại, thì bộ tộc của chúng tôi sẽ phải được chia phần lãnh thổ rộng nhất bởi chúng tôi đông nhất. Không thể như thế được. Việc phân chia như thế nào phải thuộc về bộ tộc của ta, vì chúng ta là bộ tộc mạnh nhất, luôn giành được nhiều thú rừng nhất trong mỗi cuộc đi săn. Này, sao các người dám qua mặt bộ tộc của ta chứ? Bộ tộc ta có nhiều đàn ông nhất. Mọi quyết định cuối cùng phải thuộc về bộ tộc của ta. Các ngươi đều là những kẻ ngoan cố. Nếu đã như vậy, bộ tộc của ta không cần làm hòa với các ngươi nữa. Buổi họp thất bại vì sự bất đồng. Một cuộc chiến lớn nhất chưa từng có giữa 13 bộ tộc nổ ra như một lời nguyền. Trong cuộc chiến, không có người đàn ông nào sống sót. Những người mẹ, người vợ, những đứa con nhỏ sống trong cảnh lầm than. Xin Thượng Đế hãy cứu giúp cho chúng con. Nếu tình hình chiến tranh kéo dài như thế này, tất cả những người đàn ông sẽ chết hết. Những người phụ nữ già cả, yêu đuối như chúng con sẽ phải làm sao bây giờ? Xin người hãy cứu chúng con thoát khỏi những chết chóc đau thương này, để chúng con không phải sống trong cảnh loạn lạc, con mất cha, vợ mất chồng. Xin người hãy thương đến chúng con. Xem kìa, Thượng Đế đã nghe thấy lời khẩn cầu của chúng ta. Thượng Đế đã hiển linh rồi. Là thần ánh sáng, thần ánh sáng kìa. Các ngươi yên tâm, có thần ánh sáng ta ở đây rồi, chiến tranh sẽ chấm dứt ngay thôi. Đa tạ nữ thần, chúng con xin đa tạ nữ thần. Hỡi những kẻ hiếu chiến, đã đến lúc các ngươi phải dừng lại rồi. Từ nay, bằng tất cả quyền lực của mình, ta lệnh cho các ngươi phải dừng lại tất cả những cuộc chiến, dù là nhỏ hay lớn. Ta tuyên bố thống nhất 13 bộ tộc thành một bộ tộc duy nhất, và chính ta sẽ là người tối cao cai quản tất cả. Các ngươi từ nay phải sống thuận hòa và vui vẻ với nhau. Bất cứ kẻ nào trái lệnh ta đều sẽ bị trừng phạt thích đáng. Các ngươi đã nghe rõ cả chưa? Chúng con đã nghe rõ, thưa nữ thần. Vậy là cuối cùng chiến tranh cũng đã kết thúc rồi. Cái ngày tốt đẹp mà chúng ta thầm ao ước mấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Kể từ khi thần ánh sáng thống nhất các bộ tộc, cuộc sống của mọi người luôn ngập tràn trong niềm hân hoan. Không còn đói khổ, chết chóc xuất hiện. Thay vào đó là tiếng cười, tiếng nói, mùa màng bội thu. Lễ hội diễn ra liên tiếp hàng năm trong tiếng cười và những điệu múa. Ai nấy đều thầm cảm ơn nữ thần. Và rồi một ngày nọ, nữ thần khiến họ cảm thấy ngỡ ngàng. 6 năm sau. Vậy là ta đã ở dưới trần gian cũng đã được 6 năm. Đã đến lúc ta phải trở về rồi. Trước khi về, ta sẽ chọn ra một cô gái làm tiên tri, thay thế vị trí của ta ở cõi này để ổn định trật tự của trái đất, tránh cảnh chiến tranh chết chóc và lầm than. Các ngươi phải coi người đó như chính là ta đang hiện diện trên thế gian này. Vâng, tuân lệnh, thưa nữ thần. Thưa nữ thần, vậy một cô gái như thế nào sẽ được chọn làm tiên tri hả? Đó phải là một cô gái tròn 16 tuổi hoàn toàn trinh nguyên. Đó phải là một trong những cô gái xinh đẹp nhất của các bộ tộc trên trái đất. 16 tuổi trinh nguyên. Và phải là cô gái xinh đẹp nhất. Ai có thể có niềm vinh hạnh trở thành nhà tiên tri đây? Nào, ngay bây giờ, tất cả các cô gái tròn 16 tuổi trinh nguyên hãy bước đến phía trước.
Và ngay khi quyền trượng nằm trong tay cô gái, như một phép màu, tất cả xung quanh cô bỗng thay đổi. Cơ thể cô bắt đầu biến đổi. Cô vốn đã xinh đẹp thì giờ còn lộng lẫy như một nàng tiên, khiến cô như một thiên thần giáng thế. Màu trắng tinh khiết và vẹn nguyên ấy chính là tượng trưng cho sự thuần khiết mà một vị tiên tri phải có. Chúng con xin cúi chào nhà tiên tri. Đây là nhà tiên tri đầu tiên do chính ta chọn. Từ nay, cô gái này sẽ được tôn sùng như một vị thánh. Nhưng cái giá mà cô phải trả là sẽ phải ở trong điện thờ cầu an cho mọi người, cũng như sẽ không bao giờ được lập gia đình. Nếu như trái lệnh ta, nhà tiên tri sẽ phải chịu lời nguyền ly tan, đôi lứa chia lìa, đau đớn khôn xiết. Cứ 6 năm, các ngươi hãy chọn ra một nhà tiên tri khác, và tất cả những điều ta đã nói sẽ luôn là bất biến. Chúng con xin ghi nhớ thưa nữ thần tối cao. Kể từ khi ấy, tục lệ cứ 6 mùa mưa nắng lập một nhà tiên tri bắt đầu. Người lên làm tiên tri được nắm mọi quyền lực, mọi người đều phải tôn sùng như một vị thánh. Không những vậy, khi trở thành tiên tri, những cô gái vốn đã xinh đẹp lại được phép thuật biến hóa cho trở nên xinh đẹp và thuần khiết hơn gấp bội phần. Thời gian thấm thoát đi qua, ngày lựa chọn nhà tiên tri thứ 127 đã đến. Việc tuyển chọn nhà tiên tri năm nay có 3 cô gái xinh đẹp nhất đến từ 3 bộ tộc được lựa chọn: Lia từ bộ tộc Gaia, Julie từ bộ tộc Mũ Đỏ và Susan từ bộ tộc Tóc Dài. Nhưng chúng ta chưa biết ai mới là người mà nữ thần ưng ý nhất. Vậy vẫn như mọi năm, đến ngày đó, quyền trượng bay vào tay ai thì ta xem đó là sự đồng ý của nữ thần. Người được chọn sẽ là niềm vinh dự cho cả gia đình và dòng tộc. Ta chúc cho một trong 3 ngươi sẽ có được sự may mắn đó. Bây giờ thì các ngươi có thể trở về và đón đợi được rồi. Thưa tộc trưởng, con có thể xin rút khỏi vị trí này được không ạ? À? Hả? Sao cô ấy lại xin rút nhỉ? Đó là niềm ao ước của bao người cơ mà. Lia, con đang nói những điều điên dại gì vậy? Con là người bộ tộc ta, và con nhất định phải giành được vị trí này. Nhưng con... Không nhưng gì hết, Lia. Đó là niềm tự hào không chỉ của gia đình con, mà còn của cả bộ tộc này. Thưa tộc trưởng, nhưng con... Con chỉ muốn là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Lia, con đã trở nên không thể chấp nhận được rồi. Con dám coi thường sự tôn vinh mà bộ tộc đã dành cho con sao? Con có biết bao cô gái khao khát được ở vị trí của con không? Nhưng thưa tộc trưởng, nếu có cô gái khác mong muốn xin người dành vị trí cao quý đó cho cô ấy được không ạ? À? Lia, con... Ngươi thật khốn lắm. Ngươi biết rằng nữ thần ánh sáng đã yêu cầu đó phải là cô gái đồng trinh 16 tuổi trăng tròn, và phải là cô gái xinh đẹp nhất của bộ tộc chúng ta. Có phải người muốn chống lại bộ tộc và nhạo báng ta không? Dạ không có. Con làm sao dám làm điều đó ạ? Lia, hãy nghe đây. Nếu con không có được vị trí này, cả gia đình của con sẽ không sống được yên ổn với bộ tộc chúng ta đâu. Con hãy nhớ rõ. Thế nào vị trí tiên tri này cũng sẽ thuộc về Lia nhà chúng ta, chẳng có ai sánh nổi với vẻ đẹp của nó hết. Tất nhiên rồi, con bé sẽ khiến gia đình và dòng tộc của chúng ta nở mày nở mặt, thật đáng tự hào mà. Thưa cha mẹ, con có thể không lên làm tiên tri được không? Con thật sự không muốn vào vị trí đó. Hơn nữa, con đã có người yêu và chúng con sẽ lập gia đình cơ mà. Con dám lặp lại những điều này với ta sao? Con không nhớ những gì tộc trưởng đã nói ư? Tốt nhất là con đừng làm ta phải nổi nóng thêm một lần nào nữa. Vì con có người yêu sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Bởi vì từ hôm nay con sẽ không được phép có người yêu nữa. Hả? Cha nói sao? Con sẽ phải có được vị trí này. Chỉ khi như vậy, bộ tộc chúng ta mới là mạnh nhất. Từ nay á, con phải từ bỏ tình yêu của mình đi. Thời điểm con đứng lên chạm vào quyền trượng, con sẽ không có người yêu gì nữa. Ta không cho phép con vướng vào tình ái ngay từ giây phút này đâu. Xin cha mẹ đừng bắt chúng con phải xa nhau. Từ lâu
chúng con đã yêu thương nhau chân thành rồi. Nếu phải xa nhau, làm sao chúng con có thể sống được đây? Nếu như trở thành tiên tri, suốt cuộc đời của con sẽ phải sống trong điện thần. Con thật sự không muốn quyền lực, con chỉ cần được sống bên người mà con yêu thương. Xin cha mẹ đừng bắt con phải xa chàng mà. Con tưởng rằng ai muốn vào vị trí này cũng sẽ được hay sao? Không có một bộ tộc nào có cô gái xinh đẹp được như con. Con bắt buộc phải giành được vị trí này vì danh dự của bộ tộc ta. Đây là mệnh lệnh. Không, không thể nào. Chúng con không có tội tình gì. Sao bây giờ lại bắt chúng con phải xa nhau chứ? Chúng con sẽ không đời xa nửa bước đâu. Người đâu? Sao các ngươi còn đứng đó chứ? Mau tách họ ra đi. Đuổi Exit ra khỏi làng. Nhốt đi A vào phòng cấm. Không bao giờ cho phép họ gặp nhau nữa. Vâng, thưa tộc trưởng. Không, không, buông ta ra. Buông ta ra. Để chuẩn bị cho cuộc tranh giành ngôi vị tiên tri, Eric đã bị đuổi ra khỏi làng ngay trong đêm hôm đó. Lia bị bắt nhốt lại và canh phòng cẩn mật, chuẩn bị cho ngày cô và các cô gái bộ tộc khác cùng nhau tranh ngôi vị nhà tiên tri của trái đất. Cuối cùng thì ngày tranh đoạt vị trí tiên tri đã đến. Các cô gái của những bộ tộc khác kêu lên xô đẩy nhau đến đoạn cây quyền trượng. Thế nhưng khi họ định chạm vào thì cây quyền trượng ấy lại bay vút lên cao. Dường như nữ thần ánh sáng vẫn chưa hài lòng, vì chỉ có Lia là vẫn đứng lặng yên. Nàng chẳng mang gì đến vị trí ấy. Trong lòng nàng chỉ đau đớn nghĩ về chàng Eric của mình. Cây quyền trượng này sẽ bay về phía một cây quyền thiên trong sáng xinh đẹp, có tâm hồn cao nhất để trao quyền năng và được tôn sùng mãi mãi. Nữ thần ánh sáng, xin người hãy từ chối con. Nguyện cầu nữ thần ánh sáng đừng chọn người mà con yêu thương. Trời ơi, Eric ơi, chúng ta phải xa nhau mãi mãi thật rồi. Eric, chàng đang ở nơi đâu? Chàng có thấu nỗi đau đớn này của em không? À, nhà tiên tri đây rồi. Cô ấy chính là người mà nữ thần đã chọn. Cô ấy xinh đẹp và hiền hậu quá mà. Trời đất ơi, Lia đã được chọn rồi kìa mình. Thật không thể tin được. Người con gái của chúng ta. Cảm ơn thần ánh sáng. Xin đội ơn người. Bộ tộc của chúng ta, bộ tộc Gaia, giờ sẽ trở thành bộ tộc khùng mạnh nhất của trái đất này. Chúng còn xin cúi lại nhà tiên tri. Xin cúi lại người. Nhà tiên tri Lia tối thượng. Cầu xin nhà tiên tri Lia, người hãy che chở cho chúng con. Kể từ khi lên làm tiên tri, Lia phải sống trong điện thờ. Nàng không lúc nào nguôi nhớ thương về người yêu của mình. Ngày qua ngày, Lia sống trong nỗi nhớ thương khắc khoải. Eric ơi, giờ chàng đang ở nơi nào? Chàng bỏ em ở lại nơi này sao? Eric ơi, vậy là em phải sống trong điện thờ này cả đời hay sao? Em phải làm thế nào đây? Sáu năm sau. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 6 năm kể từ khi Lia lên làm tiên tri. Các bộ tộc sống trong hòa bình, nhưng nàng lúc nào cũng buồn rầu và chẳng ai quan tâm đến điều đó. Cho đến một ngày. Lia, Lia ơi. Eric, chàng ở đây sao? Làm thế nào mà chàng lại vào được đây? Ta nhớ nàng nhiều lắm Lia. Thiếp cũng vậy. Thank you.
khó khăn. Quan trọng nữa cả. Điều quan trọng nhất chính là em đang nằm trên tay của anh đây. Nhưng có lẽ nào anh sẽ phải xa em mãi mãi hay sao chứ? Eric, anh chạy đi, nếu không sẽ muộn mất. Không, 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 anh sẽ không đi đâu hết. Nếu chết, anh sẽ... Eric cũng đã chết bên cạnh người mà mình yêu thương. Máu và thịt của chàng hòa vào đất, nơi những bông hoa mọc lên, tạo nên những màu sắc khác cho những bông hoa màu trắng. Những bông hoa ấy tượng trưng cho tình yêu của họ. Màu trắng trinh nguyên, màu đỏ mãnh liệt, màu tím thủy chung. Từ đó, người ta đặt tên cho loài hoa này là Cẩm Tú Cầu. Truyền thuyết này được lưu truyền qua những người yêu nhau cho đến ngày nay.
Ban đầu, câu chuyện được truyền miệng rộng rãi, rồi sau đó không còn được nhắc đến nữa vì nhiều lý do, mà nguyên nhân chính nhiều người tin rằng câu chuyện mang một lời nguyền. Tình người ấm áp. Đi nhanh lên con ơi, kẹo sắp mưa to rồi. Dạ, con mỏi chân lắm rồi đây. Thế mà mẹ không bảo bố chở mẹ con mình đi. Hôm nay bố bận, chắc phải về muộn con à. Với lại, nhà mình cách đây cũng có hơn 1 km thôi, đi bộ cho khỏe chân. Nhưng nhỡ trời mưa thì sao ạ? Để lát mẹ tính cho. Thôi, nhanh chân lên con. Cẩn thận chị ơi. Chị về đâu thế? Dạ, em về Lã Chi chị ạ. À, mà đứng đây đợi 10 phút rồi, không bắt được xe. Vậy hả? Thế chân tay chị làm sao mà băng bó nhiều thế kia? Dạ, em phụ hồ cùng ông xã, chẳng may bị trượt chân ngã từ trên tầng 2 xuống, sốt ruột việc nhà quá nên mới xin bác sĩ cho ra ngoại trú, chứ đáng ra vẫn phải ở viện để theo dõi. Khổ ghê, nhưng mà nhìn chị còn xanh lắm, chân đi còn chưa vững thế kia. Việc gì thì việc, cứ ở viện mà điều trị cho khỏe hơn rồi hãy về, sức khỏe là quan trọng nhất chị ạ. À, ở nhà, đứa nhỏ nhà em cũng đang bị viêm phổi chị ạ. À, phải đưa đi điều trị gấp. Ngồi ở đây ruột gan cứ như lửa đốt, chả yên tâm được chút nào cả. Sắp mưa to nên gọi xe khó lắm. Thôi thì chị cứ vào đứng cạnh cái bốt kia cho đỡ lạnh, để tôi đứng ngoài này chờ xe cho. Dắt cô vào trong đi con. Taxi, taxi. À, chú Hùng, hàng xóm của nhà mình mẹ ơi. Chị Lan. Ồ, chú Hùng, may quá gặp chú ở đây. Ừ, chị Lan à, chị và bé đang làm gì ở đây vậy? À, chị và cháu đi thăm người ốm. Sắp mưa lớn rồi, chị và cháu lên xe em chở về. Không, chị muốn bắt xe hộ chị kia. Khổ, chị ấy vội về quá rồi mà bắt mãi không được xe. Ồ, vậy sao? Là người quen nhà ta hả? Không, vô tình gặp ở đây thôi. Nhưng mà tôi thấy chị ấy tội nghiệp quá. Thế người nhà họ đâu ạ? À, sao không đến mà đưa về? Con cô ấy lại còn đang ốm nữa, chắc ở nhà chồng cũng đang rối cả lên. Thôi em giúp cô ấy về nhé, chắc cũng chỉ tầm 7 km thôi, ở Lã Chi đó em. Việc này em cũng đang bận quá, trời lại sắp mưa rồi. Hai mẹ con chị vào viện đi, không trời mưa. Chị cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe người ốm trong viện nha. Kìa chú Hùng, nể chị đồng ý giúp cô ấy đi nhé. Thôi được rồi, nể tình chị, em sẽ chở người phụ nữ kia về. Chị vào viện đi, kẻo mưa, và bảo chị ta ra đây em chở về vậy. Chị ơi, chị lên xe kia đi chị. Chị ơi, hay là thôi đi, anh ấy chắc có việc. Chị ơi, chị có đi nhờ xe tôi không? Xe tôi vừa sửa được rồi, tôi bán thang ở gần Lã Chi, khu nhà chị đấy. Tình cờ nghe được câu chuyện của chị, nếu chị không chê xe cà tàng thì lên xe tôi chở chị về nhà với cháu. Trời sắp mưa rồi kìa. Tôi bắt được xe cho cô ấy rồi, để cậu hàng xóm nhà tôi chở cô ấy về cho an toàn. Thôi, cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng thôi tôi đi xe của anh này cũng được chị ạ. À, nhà tôi ngõ bé, chắc xe ô tô không vào được đâu. Nhưng sắp mưa to đó, chị cứ lên xe cho ấm và khỏi ướt. Thôi, cảm ơn chị nhiều. Thế cũng tốt chị ạ. À, anh này ở gần nhà chị, tiện quá rồi. Thôi hai mẹ con chị vào viện đi, em đi có chút việc ạ. À, chị quảng cáo mưa vào đi. Cảm ơn anh. Mẹ ơi, sao cô ấy lại không lên chiếc xe ô tô sang trọng của chú Hùng cho khỏi ướt, mà lại ngồi lên chiếc xe máy cà tàng kia? Tí về thế nào cũng sẽ bị mưa ướt. Con không thấy giữa chú Hùng và người đàn ông đi xe máy kia có nét gì khác nhau ư? Khác gì ạ? À, chú Hùng miễn cưỡng phải giúp vì mẹ năn nỉ, còn người bán thang kia thì tự nguyện, rất là chân tình, giúp đỡ vô tư, không nghĩ đến đền đáp lại.
chiếc xe máy cà tàng không thể so sánh với chiếc ô tô sang trọng, nhưng nó lại chan chứa tình người con ạ. Dạ, con hiểu rồi ạ. Tình người ấm áp bao giờ cũng là thứ đáng quý nhất phải không ạ? Thôi mình vào viện đi con. Dạ. Nàng ren đắt. Ngày xưa, ở vùng Xê Đăng, có một tù trưởng tên là Ban. Tù trưởng Ban còn trẻ, tuy giàu có nhất vùng, nhưng Ban có lòng nhân đức, thương người. Các buôn làng thuộc quyền Ban đều được tạo công ăn việc làm và trả công tử tế. Nhà ai cũng no đủ. Ta là chúa tể của nơi này, không có đủ quyền năng để phát hiện ra sự tồn tại của ta. Rồi đây, ta sẽ bắt sạch sẽ tất cả bọn trẻ con trong những buôn làng này. Ngọt, ngọt quá. Con khỉ kia, không được lấy trộm quả vả, bước đi. Quả vả trong rừng là của chung mọi người, không phải tôi lấy trộm. Rừng này là của ta, mày là ma hay mày là người? Trước kia tôi là một cô bé, tôi lạc vào rừng bị lão phù thủy ăn thịt, rồi bỏ hồn tôi vào xác con khỉ. Thế người có muốn trở lại làm người không? Về ở với ta, ta giúp cho. Thật vậy sao? Bà có thể giúp tôi trở lại thành người ư? Được, vậy thì tôi sẽ về ở với bà. Mụ ải nói dối thế, chẳng qua là mụ lười biếng. Cô bé khỉ về ở nhà mụ ải phải thổi cơm, nấu nước, làm suốt ngày. Đến vụ làm nương, lại vào năm đói kém, cô bé lại phải lăn lưng ra đào củ mài. Người dám lười biếng à? Dám để ta thức dậy mà phải chịu đói à? Đánh cho người chết này, chết này! Mụ ải thường xuyên tra tấn, đánh đập cô bé khỉ không thương tiếc. Câu chuyện mụ ải hành hạ cô bé khỉ bị phát hiện và ai trong buôn làng cũng biết. Bọn trai trẻ tức lắm, tụ tập lại bằng cách cứu cô bé xấu số. Có người nghĩ mẹo đặt cái bẫy dưới khe suối. Ôi, cái gì đây? Thả ta ra! Đáng đời thì nghĩ độc ác. Có chuyện gì vậy các anh? Khỉ không biết mụ ải ác nhất trên đời hay sao? Không hẳn đâu. Mụ ấy nói sẽ giúp tôi trở lại thành người mà. Không, mụ ta lừa khỉ đấy. Ra buôn làng với chúng tôi, học hát, học uống nước suối mới thành người được. Bỗng nhiên, một cơn gió nổi lên lay chuyển cả cánh rừng. Cây đổ ngổn ngang, đám trai làng và con khỉ như bay biến vào trong mù mịt. Ấy là mụ ải bị nhốt đang nổi giận. Các người tưởng có thể nhốt được ta ư? Các người sẽ phải trả giá. Tù trưởng ơi, có biến lớn rồi. Chỉ là một cơn gió lốc thôi mà. Mọi người cứ bình tĩnh đi. Không phải trời làm giông bão đâu tù trưởng. Mụ ải lên cơn điên đấy, sắp chết cả giống người. Hãy cứu chúng tôi. Thì ra là vậy. Được, hôm nay ta sẽ tiêu diệt bằng được con quỷ này. Tù trưởng Ban vội vã đeo gươm, cầm mát lao vào giữa cơn giông tố. Cả buôn làng tất tả theo sau. Họ quyết tâm diệt trừ mụ quỷ để buôn làng được bình yên. Cơn lốc mỗi ngày một lớn, cô gái khỉ chạy quán quàng. Không biết lối nào, cô vấp đá, chân chảy máu nhưng vẫn tiếp tục chạy. Con khốn kiếp kia, mày định trốn đi đâu? Răng mi đâu? Ngay tan xương con khỉ kia cho ta. Răng mi không được làm càn, hãy trồng lưỡi cơm của ta đi. Nuốt cả thằng người luôn đi, răng bi. Tù trưởng, hãy cõng cô bé khỉ và chạy vào bụng tôi đây này. Người thật là đồ vô dụng, còn lăn giấy nổi gì nữa. Mau vụt dậy và ăn hết bọn chúng cho ta. Đến đây với chúng tôi nào, nhanh lên. Bọn ác chúng bay đã tới ngày tận số. Từ nay chúng bay phải hóa ra con chim cền cền suốt đời đói khát, bay mò trên đỉnh núi. Ánh nắng rọi vào con khỉ, cứ đổi khác dần dần. Cây cỏ xung quanh vung lên thân hình người. Hai giọt sương long lanh hóa ra hai đôi mắt. Dòng suối trong bóng râm làm làn tóc đen nhánh. Tiếng con sáo là tiếng nói. Cánh hoa trôi ba hồng lên nở nụ cười trên môi.
và hồn cô gái trẻ bước vào. Tôi là Randak, cảm tạ mọi người đã giúp tôi trở lại làm người. Chà, đẹp quá, có lẽ cô ấy là người xinh đẹp nhất buôn làng. Hãy cùng về buôn làng và chung sống với chúng tôi. Randak cùng người tù trưởng bang trở về buôn làng. Về sau, Randak kết hôn cùng tù trưởng bang. Hai người sống hạnh phúc và chăm lo cho đời sống của cả buôn làng luôn ấm no, hân hoan, vui vẻ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.